Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Để nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 nữ mạng. Phụ nữ tuổi Canh Thân trong suốt cuộc đời, tuy đôi lúc có gặp phải một chút khó khăn, nhưng mà nhìn chung thì đều là tốt đẹp. Cụ thể, vận trình của nữ bản mệnh diễn biến như thế nào, có những điểm sáng gì cần phải tận dụng và những vấn đề nào chúng ta cần phải lưu tâm, phòng tránh? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần phân tích ngay sau đây của chúng tôi, Phong thủy Gia Cát. Gia chủ Canh Thân sinh năm 1980 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng Thạch Lựu Mộc, cây Lựu Đá, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. Cuộc đời nữ mạng Canh Thân sinh năm 1980 có thể được khái quát qua bài thơ sau. Canh Thân số mạng như vậy, cung Khôn mạng Mộc rõ ràng đá xanh, hạ thu lỗi số bất thành, thuận thu sinh đặng, đông xuân mới nhàn. Số cô có bị hàm oan nhưng mà nhờ phước trời ban yên lành, khuyên cô tích đức tu thân, về sau mới được an nhàn tấm thân. Chỉ buồn duyên nợ đa đoan, người sau mới đặng thỏa nguyện ước mơ. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân, trở về lớn tuổi mới hòng làm nên. Nếu mà niệm Phật ăn chay, ngày sau được hưởng của trời ban cho. Tổng quan, phụ nữ tuổi Canh Thân trong suốt cuộc đời, tuy đôi lúc có gặp phải một chút khó khăn nhỏ, nhưng nhìn chung là đều tốt đẹp. Khi còn nhỏ, đây là những người khá may mắn về cuộc sống lẫn tình cảm, được gia đình và cha mẹ thương yêu. Trưởng thành, họ gặp một chút khó khăn trong vấn đề công việc, nhưng do vận mệnh tốt nên luôn có người giúp đỡ. Về già, nữ tuổi Canh Thân gia đạo êm đẹp, cuộc sống sung túc đủ đầy. Tổng kết, vận số tốt đẹp, trong suốt cuộc đời có nhiều vận may, hạnh phúc, viên mãn khi về già. Nữ tuổi Canh Thân hưởng thọ từ 70 đến 82 tuổi. Nếu ăn ở phúc đức, làm nhiều việc thiện, hướng Phật thì có thể được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, đây là những người có con đường tình duyên khá lận đận và gian nan. Nữ Canh Thân sinh vào các tháng này trong cuộc sống hôn nhân gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, họ phải cố gắng hơn nhiều lần người khác thì mới có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, đây là những người sau khi kết hôn có thể trải qua những khó khăn vất vả, cuộc sống hôn nhân không thoải mái như họ tưởng tượng. Nếu muốn gia đình hạnh phúc thì nữ Canh Thân phải chú ý tới vấn đề chi tiêu, không nên quá phung phí. Họ cần phải học cách tiết kiệm, dự trù cho những tình huống có thể xảy ra bất ngờ trong tương lai. Sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch thì đây là những người phụ nữ vô cùng may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Nhất là sau khi kết hôn, họ sẽ được hưởng tình yêu thương trọn vẹn, vô bờ từ phía người chồng. Không những vậy, phụ nữ Canh Thân sinh vào các tháng này lại rất may mắn trên con đường tài lộc, được hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng. Gia đình công danh, phụ nữ tuổi Canh Thân từ khi sinh ra đã được hưởng nhiều niềm vui, sự quan tâm chăm sóc từ phía gia đình. Sau kết hôn, đa số họ đều có cuộc sống hạnh phúc và mỹ mãn, gia đình hòa thuận, ấm êm. Sự nghiệp của nữ tuổi Canh Thân bắt đầu có bước phát triển và đi lên là sau thời điểm họ kết hôn, lập gia đình. Nhìn chung con đường công danh của những người này trong suốt cuộc đời có nhiều biến động nhưng kết quả cuối cùng lại khá mỹ mãn. Để cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh trở nên suôn sẻ hơn, nữ mạng Canh Thân sinh năm 1980 nên thỉnh đeo vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn bên mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình tượng linh vật quý nhân tam hợp Thân, Tý, Thìn. Hơn nữa, hình tượng này còn có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn. Để tìm được một đối tác làm ăn vừa có năng lực tài giỏi lại đáng tin cậy, không phải là một điều dễ dàng.
Nữ tuổi Canh Thân nếu như có ý định hợp tác làm ăn kinh doanh hay góp vốn đầu tư thì tốt nhất nên lựa chọn những con giáp sau đây để hợp tác, đó chính là Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn. Đây là những quý nhân của Canh Thân, là người có thể giúp họ đạt được những thành quả vô cùng đáng tự hào nếu như nữ Canh Thân có ý định hợp tác, lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi thì nữ Canh Thân sẽ không phải lo lắng về bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, từ gia đình cho tới công danh. Nên duyên với một trong số các tuổi này, Canh Thân sẽ có được một cuộc sống giàu sang, phú quý như mong ước cho tới cuối đời. Nếu kết hôn với một trong số các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão thì nữ tuổi Canh Thân chỉ có thể dựa vào sức mình, nỗ lực hơn nữa thì mới mong có được một cuộc sống giàu sang. Tuy sự kết hợp này khó đem đến cho Canh Thân một cuộc sống phú quý, nhưng nó lại mang lại nhiều niềm vui và may mắn trên các phương diện khác như hạnh phúc gia đình và con cái. Kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Tuất, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Giáp Dần thì cuộc sống hôn nhân của Canh Thân có thể sẽ gặp nhiều những rắc rối và khó khăn ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người. Canh Thân kết duyên với một trong số các tuổi này không có nhiều may mắn trong vấn đề tài chính và tiền bạc. Tuy nhiên, nếu hai vợ chồng có thể tin tưởng và chia sẻ những khó khăn để cùng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn thì cuộc sống nhất định sẽ được cải thiện. Hôn nhân có thuận hay không cũng chịu ảnh hưởng lớn ở độ tuổi kết hôn có đẹp và hợp hay không. Nữ Canh Thân nên tránh tổ chức đám cưới ở các độ tuổi 20, 24, 30, 32, 34 và 40 để tránh cho cuộc sống sau này có nhiều khó khăn. Tuổi Đại Kỵ. Tuổi Đại Kỵ là những tuổi mà nữ Canh Thân nên tránh, không nên hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán, đầu tư với những người tuổi này để tránh gặp phải nhiều khó khăn về tiền bạc. Trong hôn nhân cũng vậy, nếu hai người lấy nhau thì có thể khiến cho cuộc sống sau này phải chịu nhiều sóng gió, khó khăn, nghèo khổ. Muốn có một cuộc sống êm ấm, họ phải cố gắng hơn rất nhiều. Những tuổi Kỵ với nữ tuổi Canh Thân đó là Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần và Giáp Dần. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc đời sẽ có những năm mà nữ Canh Thân gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, kết quả không như ý, đó là vào các năm 30, 34, 38 và 42 tuổi. Nguyên nhân có thể do xung khắc giữa con giáp bản mệnh với con giáp của năm hoặc do tròn sao chiếu mạng, do vậy mà trong những năm này, Canh Thân nên thận trọng, chú ý hơn tới hành vi cử chỉ của bản thân và ra những quyết định chính xác để không chịu hao tổn về tiền tài. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp cho Canh Thân dễ dàng hơn trong việc thực hiện những công việc sắp tới hoặc dự tính sẽ làm, bởi điều này sẽ đem lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho các dự định đó. Nữ Canh Thân nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn thì hợp nhất, sẽ đem lại nhiều kết quả như ý muốn. Diễn biến từng năm. Từ năm 18 đến năm 22 tuổi, đây chính là khoảng thời gian xảy ra nhiều biến cố trong cuộc đời nữ Canh Thân. Trong suốt những năm này, công danh sự nghiệp chưa có sự chuyển biến nào, nhưng tình yêu lại nở rộ và rất có thể sẽ đem đến một hoa trái bằng lễ kết hôn đình đám. Tuy nhiên, trong năm Canh Thân có thể vướng vào một số chuyện thị phi làm ảnh hưởng tới danh tiếng và cũng như cuộc sống gia đình. Từ năm 23 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là những năm mà tình yêu của nữ Canh Thân phát triển một cách tốt đẹp và rực rỡ. Trong cuộc sống gia đình, họ có nhiều niềm vui, hạnh phúc và những bất ngờ. Sự nghiệp của họ cũng dần có những bước phát triển và đi lên. Các cơ hội làm việc tới nhiều và liên tục, do vậy mà cần phải chú ý quan sát hơn để nắm bắt được nó. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này có gặp phải vận hạn, do vậy mà cuộc sống của nữ Canh Thân cũng gặp không ít những khó khăn và trắc trở. Trong năm, nếu có những ý tưởng kinh doanh hay đầu tư với số tiền lớn thì Canh Thân cần phải suy nghĩ cẩn thận, kẻo hao tốn tiền bạc. Tuy nhiên, trong năm 29 tuổi, Canh Thân sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ về con cái. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này nên cẩn thận hơn khi ra ngoài. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này sẽ có nhiều bất ngờ về mặt tài chính, công danh sự nghiệp cũng đặc biệt thuận lợi, hạnh phúc gia đình phát triển, có tin vui về con cái. Từ năm 41 tuổi đến năm 46 tuổi, bước sang giai đoạn này, Canh Thân nên dành thời gian chủ yếu vào việc củng cố tình cảm gia đình và những người thân trong nhà. Đặc biệt, vào năm 43 tuổi âm, bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng do gặp hạn tam tai, dễ hao tốn tiền của, tâm trí bất an, đi lại khó khăn, dễ gặp tai nạn bất trắc. Do đó, tốt nhất bản mệnh nên đề phòng và giảm thiểu vận xấu bằng cách sử dụng các pháp khí phong thủy hộ thân. Giới thiệu với quý vị gia chủ pháp khí chiêu tài nạp phúc cầu bình an hàng đầu của nhà Phật mang tên Bát Bảo Tâm Kinh.
Đây chính là vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước chính là biểu tượng của Bát Bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang, có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy được công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Từ năm 47 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này vận số tốt đẹp, có nhiều vận may trong cuộc sống, con cái có đứa thành đạt, vừa lòng cha mẹ. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm này sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, do vậy mà nên chú ý hơn trong việc điều dưỡng thân thể, luôn giữ cho tinh thần vui vẻ, lạc quan. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, cuộc sống gia đình êm ấm, có nhiều niềm vui, con cháu hiếu thảo. Thưa quý vị, xem tử vi trọn đời chính là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ ra sao. Nhờ vậy mà mỗi người sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng, những luận giải này chỉ mang tính chất tương đối, và chính vì thế bạn cũng không nên quá bi quan, chán nản nếu như mà vận mệnh của mình được dự đoán không thuận theo như mong muốn. Bởi như chúng ta vẫn còn hay nói với nhau, đó chính là đức năng sẽ thắng số năng. Và chính vì vậy, chúng ta chỉ cần có một tinh thần sống tích cực thì chắc chắn sẽ có được những tín hiệu tích cực từ vũ trụ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.